Ngay sau khi ổn định nơi ở, thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu và thực hiện cách ly y tế theo quy định của nước chủ nhà Nga, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tận dụng tối đa thời gian để tổ chức tập luyện các nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam đi theo đoàn từ thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Ngay trên đất nước Nga xa xôi, Trung úy Lê Hữu Khánh đang tích cực tập bài. Dẫu biết rằng trong phòng sẽ không thể sát với nội dung tiếp sức địa hình, một trong ba phần thi khó của đội tuyển kinh tuyến. Để duy trì kỹ năng, các tuyển thủ phải tính toán luyện tập theo từng phân đoạn. Như vậy, sau khi hết thời gian cách ly, đến với thao trường, đội tuyển sẽ giữ vững được phong độ tập luyện. Tại đây chúng tôi đã chia ra phân đoạn tập thể lực và tập kỹ thuật. Để đáp ứng được cái yêu cầu về thể lực vẫn được duy trì để đến lúc thi đấu, và kỹ thuật thì càng ngày càng điêu luyện. Trong điều kiện ăn ở cách ly tập trung, nhưng các phòng ở cũng đều trở thành địa hình tập luyện của từng thành viên của đội tuyển. Với sự quyết tâm của các vận động viên trong đội thì chúng tôi đã tiến hành bắt tay ngay vào luyện tập. Thì chủ yếu luyện tập ở đây là chúng tôi luyện tập về các bài tập bổ trợ, các bài tập về rèn luyện thể lực, sức mạnh, sức nhanh ở tại vị trí luyện tập. Sau khi hết cách ly y tế tại đây, đội tuyển thợ quân khí giỏi sẽ phải tiếp tục hành trình di chuyển đến Iran để tham dự hội thao. Cho đến thời điểm hiện tại, nội dung này vẫn chưa có quy chế thi cụ thể cho từng bài thi. Do đó, các tình huống, cường độ luyện tập trong những ngày tới đặt ra là rất cao. Nếu không rèn luyện thể lực thường xuyên, sẽ khó có thể hoàn thành bài thi. Trong cái đội tuyển quân khí này thì các cái môn thi yêu cầu thể lực rất lớn. Đặc biệt là các cái môn thi mà có sự vận động lớn về mặt tháo thấp, rồi là vang vác, cũng như vận động cơ động, đặc biệt thời gian. Mà nếu mà trong thành tích của các đội tuyển, người ta tính bằng thời gian, bằng giây một, từng giây. Nếu chúng ta mà không có thể lực tốt thì không thể nào đạt được huy chương, không thể nào đạt được kết quả tốt nhất. Do vậy thì cái việc luyện tập thể lực là một yếu tố rất quan trọng, gần như nó ngang hàng với luyện tập ở chuyên môn. Những tuyển thủ này có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong bài thi như thợ lái xe, thợ điện, thợ tiện, thợ sửa chữa. Mặc dù trong điều kiện cách ly tập trung không gian hẹp, nhưng các thành viên đội tuyển thợ quân khí giỏi vẫn chăm chỉ rèn sức bền, đáp ứng yêu cầu bài thi tới đây một cách tốt nhất. Bản thân tôi cũng đã xây dựng cho mình một cái quyết tâm rất là cao để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ như là lái xe, cũng như là thợ sửa chữa pháo phòng không, cũng như là thợ điện, thợ tiện. Thế là bản thân tôi ngoài những cái giờ huấn luyện về chuyên môn thì bản thân đã tập luyện về thể lực theo cái giáo án của các thầy huấn luyện viên, cũng như ngoài giờ thì chúng tôi cũng đã luyện tập thể lực để nâng cao sức khỏe, đáp ứng được cái nội dung thi. Trong thời gian thực hiện cách ly, các đội tuyển đã chủ động phân công cán bộ kiểm tra thân nhiệt, theo dõi, ghi nhật ký tình trạng sức khỏe của các vận động viên hàng ngày. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và tinh thần tích cực luyện tập, mỗi thành viên của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đang quyết tâm hướng đến mùa giải Army Games 2021 với nhiều thành công.